mấy chị? Dạ không ăn vàng nha. Đúng. Chụp sao nó đỏ hả? Không tính, không tính xác. Ủa sao vậy? Dấu bành. Lấy nhiều nhiều đi chứ lấy gì ít vậy. Lấy thêm trái nữa. Đi về nè. Trời ơi, đó là đúng ăn gian mà. Yeah. Gian chi vậy? Yeah. Yeah. Có bành mà, cái bành mà. Ủa gì hả? Có ăn gian. What? Chơi là mình phải tự không. Trọng. Mình phải... Chị dạ không ăn gian nha. Đúng. Đừng có ăn gian. Cuối khó. Cuối cùng khó. À. Không, lấy nguyên gỗ luôn chứ lấy gì mà ít. Gỗ luôn. Yeah. Không chứ sao. Chơi gì vậy? Ủa? Chị chịu cầm. Không đã cầm nguyên cái trời bàn. Ơi, trời ơi, chơi ăn gian vậy anh ơi. Không chứ sao. Trời ơi chị ơi, mình lấy nguyên cái rổ luôn chị. Trời ơi, đó nè, chọi đâu mà chọi hoài. Không chứ sao. Không chính xác, 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 không chính xác. Mệt ghê á, mệt ghê á. Mấy nãy giờ chọi hết anh vẫn không hết xác, hết cả luôn không có bé rừng là sao? Cái đó đó. Bi Bi Trần làm cái gì vậy? Không có được ăn gian như vậy. Sao bạn có thể ngồi lên được hay vậy? Ăn gian là không có được phải không? Không có chơi vậy, chơi vậy ai chơi? Không. Nhưng mà cái này là mình chạy tới hay sao anh? Chạy tới đập đầu vô cái vách đó. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ hỏi. Đừng có ăn gian mà. Một trong hai đáp án là một đáp đúng. Thì chúng ta hãy chạy về cái vị trí mà có đáp án đúng. Vậy hả? Vậy là tránh nhau rồi. Đúng rồi. Câu hỏi đầu tiên. Đâu là loại bột dùng làm bánh xèo, bột gạo tẻ hay bột mì đa dụng? Đâu là bột làm bánh xèo? Ấy, ai da trời ơi, sao té vậy? Làm lại đi, chơi ăn gian quá. Người ta chạy trên thảm với ông chạy ngoài không hả? Đi đâu vậy? Chơi ăn gian thiệt luôn á. Chơi gì kỳ vậy? Bên đội này còn ăn gian hơn gạt chân em nè. Có đâu. Để chị đắp bóp. Chị ơi em đang làm luôn á chị. Chị Dạ ơi ráng cố gắng giúp mình bảo đi chị Dạ. Chị Dạ ơi. Chị Dạ ơi chị đắp bóp một cái. Bắt đầu đắp bóp. Rồi bóp nhất. Mọi người ơi okay, cái này là cái món quà hay là chiên tay vậy mọi người? Dạ em có sợ mở em mở em không phụ không phụ chị ra qua Henry đi. Trời đất ơi. Trời ơi. Trời ơi chị Dạ Dạ. Anh ơi. Anh Giang ơi. Bà Dạ bỏ phá tụi em chứ em bao bỏ phục vụ gì. Bỏ đây được không anh? Trời ơi sao mà phí phạm vậy? Tụi em. Bà này thiệt phải ghê thiệt. Chúng tôi sẽ trừng phạt chị húp nước mắm cho chúng tôi. Nếm thử nước mắm. Đâu 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 đâu. Bỏ tỏi vô, bỏ tỏi vô. Bỏ gì chưa? Bỏ gì chưa? Trời ơi, nó quậy quá rồi anh ơi. Đề nghị bỏ chén chao ra đi ạ. Đề nghị bỏ chén chao ra đi ạ. Đề nghị bỏ chén chao ra đi ạ. Ờ, đây thớt có một cái thôi. Anh ơi, vậy thôi anh chặt cái này. Ở bên kia có tô dầu ăn rồi, chắc không xài đâu. Rồi, biểu thì full. Rồi, vô, cháy, cháy, vô, vô. Rồi. Mời của em chị trả mời chị đây đói quá. Không chị trả mời đây em phải thương chị không trả em quăng một phát là cái dĩa này em đi luôn chị ăn rồi chị đừng có như vậy chứ chị làm như vậy là hả thương thương em chưa làm thương chị được thương thôi, thương thương mà luôn chị xíu hỏi xíu thôi thương thôi được rồi em trả nè thôi em lấy rồi trời cái gì vậy 5, 6, 7, 8, 9, 10 23, 24, 25 5 nguyên liệu nữa. 53 là 8 nguyên liệu rồi đấy. Ờ 8 nguyên liệu rồi đấy. Hồi nãy nè, đây tôi thông báo luôn, cả hai đội đều chơi ăn gian. Dạ là cầm về cái. Bây giờ mời đeo thang vô nào.
À, vậy thì miệng bự chà bá nhất là Long là ngồi phía, là Long là ngồi phía. Thôi đi về đi, không ai mà kêu đồng đội miệng bự chà bá. Dạ, sao vậy? Mình đang khen mà. Mình đang khen mà. Đừng mà đội mình đừng miệng bự chà bá. Chúng ta lấy xong, sau đó mang về cái bàn của mình nhé. Bây giờ quy định là Lê Dương Vũ Lâm và Võ Đăng Khoa nhìn về phía trước, những người còn lại nhìn về phía sau. Dạ. Dạ, quay đầu lại. Mẹ. Thật ra đây là đằng sau lưng tôi đó. Sau lưng tôi đó. Đừng như vậy nữa. Má ơi. Cái gì? Đang cấp giật hả? À, không có, không có. À, cái này tôi thấy còn dư. Mẹ ơi, về, mẹ ơi, tôi còn nhớ mẹ quá. Dạ xíu nữa tôi qua lại liền. Bà chú nhớ con, bà nhớ con. Mẹ ơi, tôi còn nhớ mẹ quá. Không có hả? Không có về nè. Mẹ ơi, tôi còn nhớ mẹ. Em về. Không có. Tôi còn nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con nữa. Con hết nhớ mẹ rồi. Ủa, trời ơi, bà ăn cắp làm chi cái đồ mình có rồi vậy? Trời đất ơi, sao không nói? À, anh thử một miếng nước dùng trước ạ. Đúng rồi, đúng rồi, phải trang lên. Trời, đâu bé người ta Masterchef mà lo trang lên nói đều. Con lo quá. Mẹ ơi, mẹ đừng có lo, mẹ nấu ăn ngon lắm. Con cũng biết. Tụi con phải tin. Sao anh, tuyệt vời đúng không? Quá trời, tuyệt ô xin này là của tụi em là tiện. Ăn được không á, cậu Cường ơi? Ngon quá trời luôn. Ngon quá trời luôn. À, cho anh miếng nước đi. Sao vậy? Tôi nêm nếm vừa ăn dữ lắm rồi. Ngon mà đúng không? Mình bỏ 3 chai nước mắm chinh su hả? Người mà uống hết chai nước mắm chinh su này để mới vừa được uống. Ủa sao vậy cậu? Sao thì vậy? Bà niêm quá mặn. Ủa thì cái khẩu vị mẹ tôi ăn mặn như vậy. Con ngựa. Con lợn, con lợn. Con lợn lợn gì này, lợn nam. Lợn nách, lợn kẹp nách. Lợn cắt nách, lợn nách. Bóc bỏ vô liên tục. Bóc bỏ vô. Em thật là chán nản đội của em phải đi qua đội khác em coi thôi. Trời ơi, sao bỏ nước mắm nhiều vậy? Mới ngon. Cái này là món ốc ngào đường à. Ôi, sao mình phí vậy? Ủa? Ôi, 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 ôi,